Xin chào tất cả anh em thương lái bắt lợn nhá, bắt lợn. Đây, hôm nay em xin giới thiệu đến với các bác cái gậy đuổi lợn này, hàng quốc dân rất là đẹp này, bền này. Hôm nay đang trong chuyến đi bắt lợn cùng anh em thì tranh thủ quay giới thiệu luôn cho các bác, tranh thủ không tí nữa đuổi không quay được. Rất là khỏe các bác nhá. Đấy, trước kia anh em thường bắt là bằng lồng hay là chúng ta bằng đuổi bằng các cái gậy thông thường, lợn không đi hay là rất là khó tính. Giờ cái biện pháp giải quyết cho anh em đi nhé, cho gậy đuổi lợn này bằng điện nhá, pin lên tới 20 ngày anh em dùng liên tục, đuổi hàng ngàn con cũng được. Đấy, thoải mái bền các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em theo số hotline nhá, hàng thì đều thử hết cho các bác này, em thử lại cho các bác. Điện cực khỏe luôn. Đấy. Động vào lợn là lợn phải đi ngay. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ em theo số hotline nhá. Xin cảm ơn các bác.